Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với số tiếp theo của chương trình Cầu Vồng năm 2012. Và bây giờ đang ở trên sân khấu là 12 chàng trai cô gái rất tài năng của Cầu Vồng năm nay của chúng ta. Xin chào các bạn. Vâng, và các bạn thân mến, trong vòng thi trước, vòng thi đầu tiên thì 12 bạn thí sinh của chúng ta đã trải qua vòng thi kỹ năng căn bản và các bạn đã trình bày một chủ đề tự chọn trong vòng 2 phút và sau đó có phần phản biện cùng với ban giám khảo. Vâng, và đồng hành cùng họ trong các vòng thi xin được giới thiệu thành viên của ban giám khảo, nghệ sĩ Bùi Thanh Mai. Xin được giới thiệu nhà báo Trịnh Long Vũ. Và xin được giới thiệu nhà báo Đặng Diễm Quỳnh. Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, ban giám khảo sẽ đưa ra những nhận xét góp ý cho các thí sinh trong phần diễn trước của mình và sau đó sẽ có một bạn thí sinh phải tạm biệt với chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Tôi mời thí sinh Nguyễn Thùy Trinh. Câu chuyện của em nó giản dị nhưng mà cũng gây được cảm xúc của người nghe. Cũng mong rằng là qua cái vòng thi tiếp thì em tiếp tục lại có những cái sáng tạo khác, thể hiện được sự đa dạng của mình nhiều hơn nữa. Bạn thí sinh tiếp theo là bạn Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng. Thúy Hằng đã làm rất là tốt phần của mình. Anh nghĩ rằng là em đã chọn được đúng cái sở trường của em. Chúc mừng em. Xin mời bạn Văn Thị Quỳnh Nhung. Em đã có một nụ cười và ánh mắt rất là cuốn hút khán giả. Trong chương trình này thì chúng ta tìm được rất là nhiều những gương mặt đáng yêu và em nằm trong số đó. Chúc mừng em. Xin mời bạn Phan Hoàng Dương. Cách em chọn đề tài, cách em đưa ra nội dung câu chuyện rất mang tính báo chí và gắn với nghề nghiệp của em. Nhưng trong cuộc sống có rất là nhiều đề tài khác nhau, chị hy vọng rằng em cũng sẽ làm được tốt nếu như là em có cách chuẩn bị hợp lý. Tôi mời bạn Phạm Công Tố. Anh chỉ muốn nói với em một điều thế này. Em rất gây ấn tượng với anh. Và chính vì cái ấn tượng đó, do vậy rằng là cái kỳ vọng của anh đối với em trong cái phần thi tới đây sẽ rất lớn. Xin mời bạn Đỗ Quang Đức. Em là thí sinh đầu tiên ở trong cuộc 1. Em có rất là nhiều sức ép ở vị trí đó. Và đề tài mà em mang đến cho chúng tôi và khán giả là một đề tài cũng thực sự bất ngờ. Với người dẫn chương trình thì dấu ấn quan trọng của nội dung là đã chiếm đến hơn một nửa sự quan tâm của người xem. Và người xem thì muốn sẽ được dẫn dắt bằng một cách nào đó thật là hấp dẫn. Cảm ơn em. Xin mời bạn Nguyễn Thị Dung. Bất ngờ là tốt, nhưng bất ngờ quá thì lại không tốt. Em cần có cái sự chuẩn bị kỹ hơn để làm sao cho nó logic hóa được mọi công việc. Cảm ơn em. Mời bạn Lê Việt Quý. Thế mạnh của em đó là sự chia sẻ, thủ thỉ, tâm sự. Nhưng mà chị cũng thấy trong những cái phần mà thi đối đáp thì đòi hỏi sự sắc sảo và mạnh mẽ thì em cũng có thể làm được điều đó. Chị cảm ơn Quý. Mời bạn Lê Thiện Bảo. Anh nghĩ rằng là em rất là phù hợp với các chương trình ca nhạc. Thực sự là những cái điều em làm được ở cái phần dẫn đầu tiên ấy cũng là phù hợp với sở trường của em. Nếu như em là người được may mắn lọt vào vòng trong thì anh sẽ chờ đợi nhiều hơn sự thể hiện của em ở các lĩnh vực khác. Cảm ơn em. Xin mời bạn Trần Thị Phương Thùy. Em mang đến cho chương trình của chúng ta một màu sắc rất là ngọt ngào, mượt mà. Và điều đó là thế mạnh lớn nhất của em. Chị rất là cần sự thay đổi đấy của em ở những vòng thi tới. Tôi mời Nguyễn Minh Trang. Cô thí sinh mà có giọng nói ngọt ngào mà cả ba giám khảo đều đồng ý. Nhưng mà cái ngọt ngào của em là điểm lợi, nhưng mà cũng là một điểm mà em phải khắc phục. Bởi vì khi mà giọng nói em cố gắng trau chuốt quá, ngọt ngào quá thì rõ ràng là người nghe người ta sẽ cũng cảm giác là thật lắm. Cảm ơn em. Chị mời Nguyễn Minh Tuấn. Tuấn luôn có cái sự sáng tạo và em làm chủ được hoàn toàn sân khấu của mình. Vâng, vậy là chúng ta đã cùng nhau trong chặng đường đầu tiên của vòng chung kết Cầu Vồng 2012. 12 bạn đã có những nỗ lực riêng để thể hiện mình trong vòng thi tự chọn. Trong 12 bạn thì chúng ta sẽ phải chia tay với một bạn. Có lẽ bạn ấy đã rất tự tin trong việc chọn ra những nội dung câu chuyện của mình và tự tin với cách làm của mình. Chỉ có điều là ở chương trình này thì ngoài sự tự tin và một nội dung phong phú thì chúng ta còn cần những cái biểu cảm phù hợp. Hôm nay thì chúng ta sẽ chia tay với một bạn thí sinh đầu tiên. Đó là bạn đã mang đến một câu chuyện, một đề tài rất hấp dẫn đối với người xem. Và cũng là bạn mang vị
trí đầu tiên trong cuộc thi số 1, đó là bạn Đỗ Quang Đức. Chị hy vọng rằng sẽ còn được nhìn thấy em ở trong rất là nhiều chương trình truyền hình khác, và sẽ thấy nụ cười của em và cặp mắt kính của một chàng trai rất là thông minh. Vâng, các bạn thân mến, như vậy là sau vòng thi đầu tiên, chúng ta đã biết được kết quả 11 bạn thí sinh sẽ bước sâu vào những vòng trong của cầu vồng năm 2012. Và chúng tôi cũng rất tiếc phải chia tay với bạn mang số danh 01, bạn Quang Đức. Nhưng mà sau chương trình này, chắc hẳn bạn sẽ còn rất nhiều cơ hội để phát triển niềm đam mê của mình với công việc người dẫn chương trình. Và xin chúc bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Và chúng tôi cũng xin dành lời chúc 11 bạn thí sinh ngày hôm nay các bạn sẽ thể hiện thật tốt phần thi của mình. Là thí sinh đầu tiên phải chia tay cuộc thi cầu vồng năm 2012, và đặc biệt là phải chia tay tất cả các bạn đã cùng em vượt qua những ngày vừa qua, thì em cảm thấy thật sự là buồn. Nhưng em cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn và khắc phục những điểm yếu mà mình đang có, để có thể sau này nếu như còn muốn theo đuổi nghiệp MC thì cần phải cố gắng rất là nhiều. Trước khi ban giám khảo công bố là thí sinh bị loại, em đã chuẩn bị khá là kỹ lưỡng cho phần thi năng khiếu của mình. Trong phần thi năng khiếu thì em sẽ chuẩn bị một bài hát về Hà Nội. Đưa em đi qua thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm. Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn. Trong tuần này sẽ là người giúp các thí sinh hoàn thiện kỹ năng dẫn kết hợp với năng khiếu cá nhân. Đây là một yếu tố tạo điều kiện cho các thí sinh thỏa sức thể nghiệm và dám bộc lộ những việc họ chưa từng làm trên sân khấu. Vòng thi năng khiếu cũng là vòng thi hoàn toàn mới ở format cầu vồng năm 2012. Lý do ban tổ chức bổ sung thêm vòng thi này bởi hiện nay, người dẫn chương trình phải đối diện với nhiều cạnh tranh. Chính yếu tố này đòi hỏi các MC cần có điểm mạnh, có năng khiếu tiềm ẩn để khi cần sẽ níu giữ được khán giả ở lại với chương trình. Khán giả luôn luôn chú ý đến hai điểm. Thứ nhất đó là sự ấn tượng, thứ hai là tài năng. Thành ra các bạn phải lưu ý những cái điểm đó. Trong không khí cởi mở, chia sẻ, giữa giám khảo và thí sinh dường như không hề có khoảng cách. Bản thân nghệ sĩ Thanh Mai cũng vừa là một nghệ sĩ múa, một diễn viên, một người dẫn chương trình. Chị nắm rõ nhất năng lực ở những lĩnh vực nghệ thuật khác sẽ giúp gì cho một MC khi đứng ở vai trò dẫn dắt một chương trình. Giáo viên thì chị Thanh Mai thì Tuấn nói thật luôn là Tuấn cảm thấy rất là thỏa mãn trong buổi ngày hôm nay. Gọi một cách dân, mình nói một cách dân dã một chút xíu là móc hết ruột gan ra để mà dạy hết cho mình như vậy. Đó là một cái điều mà Tuấn nghĩ rằng là không một trường lớp nào có thể dạy được, bởi vì nó là những cái kinh nghiệm của người ta. Trong suốt bao nhiêu năm làm việc như vậy thì tôi nghĩ đây là một điều rất là đáng quý. Thực ra thì mình cũng cố gắng làm hết sức mình để có thể giúp cho thí sinh có sự tự tin hơn với những cái kinh nghiệm của mình. Nói về vòng thi thứ hai, vòng thi năng khiếu, các thí sinh đang ấp ủ rất nhiều ý tưởng để gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Bài thi của bạn như thế nào thì có lẽ là hãy cho Bảo giữ một bí mật nào đó để khi các bạn thấy thi của bạn thì có một sự bất ngờ và thú vị hơn. Thử thách vừa rồi của chương trình, các bạn sẽ phải làm công việc thường lệ, đó chính là chúng ta sẽ bốc thăm thứ tự dự thi. Vâng, và đầu tiên xin mời cô gái rất xinh đẹp và đứng cạnh bên anh. Và nếu mà Vân Anh nhớ không nhầm thì bạn là người dự thi cuối cùng trong vòng thi trước. Tuy nhiên vòng này thì bạn lại quay trở lại thi đầu tiên. Cảm giác của bạn như thế nào?
Cảm giác của Tuấn thì nói mà không lo là đang dối lòng, nhưng mà cũng cảm thấy phấn khích một chút, bởi vì đôi khi cũng phải công bằng đúng không ạ? Vòng trước thì Tuấn đã học hỏi các bạn rồi, thì lần này Tuấn sẽ là chuột bạch để mà thí điểm cho các bạn. Hy vọng rằng là Tuấn sẽ đem lại một điều gì đó thú vị. Xin được chúc Tuấn sẽ thật may mắn và thành công trong vòng thi của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời bạn thí sinh đầu tiên. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Diễn đàn Sinh viên Đông Nam Á năm 2012. Vừa rồi thì chúng ta đã vừa được xem rất nhiều tiết mục đến từ những nước bạn, ví dụ như là nhảy sạp đến từ Philippines hay là vũ điệu Apsara đến từ đất nước Campuchia. Và bây giờ thì sẽ là một tiết mục vô cùng đặc biệt. Và sau đây thì Tuấn sẽ làm nhiệm vụ của mình là thông dịch lại cho các bạn được hiểu nhé. Ladies and gentlemen, you have just enjoyed a lot of amazing dancing performance. It's absolutely amazing. And right now, I would like to bring all of you to the next performance come from Vietnam. It will be a song. Let's enjoy it. And the name of the song, I will tell you later. Nắng lên rồi, bát cơm thơm mùi nắng mới. Nắng lên rồi, đàn chim bay bay rời tổ. Kìa bông hoa nở, xinh trong nắng kìa cô em kìa. Duyên trong nắng, xinh ghê. Nhà em hôm nay có tiếng chim kêu, con chim phương Nam tránh rét. Nhà em hôm nay có đóa hoa tươi, hoa thơm hương đêm hoa trời. Nắng lên, nắng lên. Nắng cho em kiêu sa, nắng cho em thướt tha. Ôi, vườn em đầy nắng. Ôi, vườn em ngập nắng. Nếu như coi đây là một cái phần mà để giúp cho khán giả lại với sân khấu của mình thì chị nghĩ là Tuấn làm chưa tới. Em không nghe được nhạc gì cả. Thì những cái tình huống như thế là vẫn thường xảy ra. Bản thân nếu nhạc nhỏ thì người ta càng nghe thấy rằng em hát tốt. Thực ra cái việc âm thanh không tốt hoặc là tiếng hát của em không được như em mong muốn lại là một cơ hội để mọi người thấy cái cách em ứng xử trước những cái tình huống khó khăn. Không sao, bọn chị cũng sẽ không đánh giá em từ góc độ ca sĩ, nhưng từ góc độ MC thì đã bị mất một cái vế thứ hai. Thực sự là đáng tiếc. Khi em hát em cũng không có dám thổi một cái hồn, một cái lửa vào trong cái bài hát lời ca tiếng. Đến phần cuối thì may ra thì em cũng đã cố được một chút. Nhưng mà dù sao đi nữa thì vẫn nghe được cái giọng hát của em. Em cũng đã thể hiện được một cái phần lời dẫn, trong đó có tiếng Anh của mình. Và đối với người dẫn chương trình thì có thêm một ngoại ngữ cũng là một cách tốt để chúng ta có thể dẫn được nhiều chương trình ca nhạc khác nhau đó. Cảm ơn bạn. Phần dự thi của mình. Và theo những cách nói của Minh Tuấn thì bên anh xin hỏi là chú chụp bạch của chúng ta trở về từ vòng thí nghiệm thì cuộc thí nghiệm lần này có thành công không ạ? Không thành công lắm. Tuy nhiên là bên anh thấy phần thi của Tuấn vẫn kết hợp với rất là nhiều yếu tố. Cho Tuấn hỏi bằng anh một cái, sau khi nghe Tuấn hát xong rồi có còn muốn hát chung với Tuấn nữa không? Chắc chắn là có rồi, và hy vọng rằng trong mùa gì thì bên anh và Tuấn sẽ có một dịp song ca với nhau. Xin chúc mừng bạn một lần nữa với phần thi của mình. Xin mời chú Tuấn tiếp theo. Xin chào ban giám khảo. Và sau đây em xin thể hiện phần thi của mình. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng được nghe sự chia sẻ của anh Thanh Hùng, một sinh viên năm 2 đã từ bỏ con đường học tập của mình để theo đuổi đam mê. Và anh đã bây giờ hiện tại anh đã là một sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và chuyên ngành nghệ thuật của anh đã theo đuổi đam mê là guitar. Và anh cũng đã có trong tay sự nghiệp của mình là đào tạo được một lớp guitar rất là chuyên nghiệp và được rất là nhiều bạn trẻ biết đến. Và tôi tin chắc rằng qua những chia sẻ của anh vừa rồi thì chúng ta, những người bạn trẻ, chúng ta sẽ có thêm cho mình trong tay những cẩm nang để chúng ta thực hiện được ước mơ, mục tiêu của mình, cháy hết mình với đam mê. Và còn chần chờ gì nữa ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được thưởng thức một tiết mục văn nghệ do anh mang tới chương trình. Tuy nhiên anh không thể hiện một mình mà thể hiện cùng với một cô học sinh của mình, một đệ tử đã rất thành công, đó là ca sĩ Lê Ngọc Thúy. Tuy nhiên thì hôm nay Lê Ngọc Thúy lại xin lỗi khán giả rằng cô sẽ trình bày phần thi của phần sẽ trình bày cùng với anh Thanh Hùng ở đây vào một dịp khác. Thế thì
anh Thanh Hùng có đồng ý rằng là Thùy Dung sẽ cùng trình bày, cùng thể hiện ca khúc này với anh Thanh Hùng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì quý vị khán giả, quý vị có đồng ý rằng để Thùy Dung cùng trình bày, cùng thể hiện ca khúc này với lại anh Thanh Hùng không ạ? Dạ vâng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng Thùy Dung sẽ cùng Thanh Hùng thể hiện ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu ngày nắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Và tôi cũng yêu anh, và tôi cũng yêu anh. Yêu anh rộn ràng, yêu anh nồng nàn, yêu anh chứa chan. Vâng ạ, anh Thanh Hùng, anh thấy phần thể hiện vừa rồi của Thùy Dung thế nào ạ? Có là xứng đáng làm đệ tử của anh Thanh Hùng không ạ? Cảm ơn anh Thanh Hùng, hy vọng rằng sau này thì Dung sẽ có cơ hội để học tập cùng với anh Thanh Hùng trong lớp huấn luyện guitar. Ngay cái phần mở đầu á, em mời Thúy, rồi sau đó Thúy không có mặt, rồi em thay vào đó là em diễn như vậy á, thì em cũng không tăng cho người ta cảm nhận rằng à, đó là thật. Em nói về độ sáng tạo thì em có nhiều cái ý tưởng sáng tạo. Cái phần dẫn thì thôi thì mình cố gắng. Nhưng cái phần hát của em ấy, thì anh nghĩ rằng nó có nhiều yếu tố của Việt Nam Idol. Em hát phô cả bài. Dạ. Chị không biết là em bắt vào tông nào, nhưng mà chị rất chia sẻ với bạn Hùng, người mà em đang muốn làm đệ tử ấy. Chị nghĩ là nếu mà nhận em làm đệ tử thì bạn ấy sẽ rất vất vả. Thêm nữa là cái việc sắp xếp thiếu logic cho cái phần dẫn của em ấy, làm cho mọi người thấy là cô bé này là một người sáng tạo nhưng không làm chủ được cái sự sáng tạo đấy. Em cảm ơn em chia sẻ với anh chị. Vừa rồi có lẽ là vì bạn dơn quá đúng không? Vâng ạ, cho tối mất tươi để cho là như thế. Như vậy là hôm nay đang nhìn thấy là cô gái luôn nở nụ cười rất là tươi. Chúng ta thì hôm nay có chút buồn, nên anh thấy là ánh mắt của bạn đang rất là long lanh. Tuy nhiên là chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Dung đi ạ. Khi bạn Dung đang hát trên sân khấu thì tất cả các bạn thí sinh ngồi đây đều hát bè phụ họa lên bạn và cổ vũ cho bạn Dung. Vâng, các bạn hãy tự tin lại, và chúng tôi luôn muốn nhìn thấy nụ cười thật tươi của bạn, và chúc bạn sẽ thể hiện thật tốt mình hơn cho những phòng tiếp theo. Cảm ơn chị. Vâng, xin mời thí sinh tiếp theo. Làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua. Đừng rời tay trong tay, em nghe mùa xuân ôi đắm say. Và rồi anh xa thật xa, mang tình yêu không phôi pha. Mỉm cười khi bỗng nhớ anh, em nâng câu hát. Hát yêu anh thật nhiều, nhớ môi anh thật nhiều. Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó em đợi ai. Biết đâu mai đây là mây thanh thang người say bên mình. Biết đâu em nhẹ nhàng nâng trên môi này câu du tình. Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình. Hãy tin rằng trái tim mình vẫn luôn hình bóng anh. Dù cho mình cách xa. Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì chắc rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình Gương Mặt Âm Nhạc ngày hôm nay. Chắc hẳn là sau khi nghe ca khúc Dù Có Cách Xa do Trinh thể hiện vừa rồi, thì Trinh cũng tin chắc rằng 9 trong số 10 bạn khán giả cũng có thể đoán được nhân vật khách mời trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay là ai, đúng không ạ? Vâng, và ngay bây giờ thì Trinh xin được vui mừng giới thiệu sự có mặt của nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Đinh Mạnh Ninh. Vâng, xin chào Ninh. Vừa rồi thì chắc là hẳn là Ninh cũng như là các bạn khán giả cũng đã lắng nghe cái phần thể hiện của Trinh qua ca khúc Dù Có Cách Xa, đúng không nào? Bây giờ thì với cương vị là một nhạc sĩ sáng tác ca khúc này, thì Đinh Mạnh Ninh có nhận xét như thế nào về phần thể hiện của Trinh vừa rồi? Vâng, và thì Trinh rất cảm ơn cái lời an ủi động viên của Đinh Mạnh Ninh vừa rồi. Và nếu như Đinh Mạnh Ninh thể hiện ca khúc này hay 10 phần thì chắc là Thùy Trinh thể hiện ca khúc này chỉ đạt đến 3-4 phần thôi, đúng không nào? Và câu hỏi tiếp theo mà Thùy Trinh muốn đặt cho Ninh đó là: Ninh được biết đến đó là một ca sĩ đang đạt được rất nhiều thành công trên con đường âm nhạc của mình. Có thể kể đến một số các giải thưởng âm nhạc mà Ninh đạt được, như là giải thưởng Về Tuổi Đời Mênh Mông, Về Tiếng Hát Hạt Đường, hay là gần đây nhất đó là giải thưởng Ca Sĩ Trẻ Triển Vọng
của chương trình Sao Mai Điểm Hẹn năm 2011. Vậy thì nếu như Thùy Trinh nói rằng con đường âm nhạc của Đinh Mạnh Đinh đang trải đầy hoa hồng, vậy thì Đinh Mạnh Đinh có đồng ý với cái quan điểm này hay không? Vâng, và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của ca sĩ Đinh Mạnh Đinh về con đường âm nhạc của anh. Và ngay bây giờ để thay đổi không khí chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc. Nhưng tất nhiên ca khúc này sẽ không phải do Trinh thể hiện nữa rồi, mà sẽ là do ca sĩ trẻ Đinh Mạnh Đinh thể hiện. Xin mời các bạn lắng nghe. Em thấy không, nó bị tít tít mấy cái là em báo hiệu em quá giờ. Nếu như cái bài hát mà em hát ngay đầu tiên em chỉ hát một nửa bài thôi thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cả hai cái phần của em trong cái đoạn dẫn vừa rồi ấy, nó bị cân bằng nhau quá mà không nhấn được trọng tâm vào cái phần nào cả. Mai lại không đồng ý với anh Long Vũ một chút là bởi vì đây là phần thi dẫn chương trình kết hợp năng khiếu, cho nên cái năng khiếu là cái phần cũng quan trọng. Nhưng mà là em cũng đã thông minh, em lồng ghép được cả phần dẫn, cả phần trò chuyện và cả cái phần thể hiện năng khiếu của mình. Em ngồi và hát hồn nhiên như là một cô gái ngồi hát ở trong phòng của mình vậy. Và cách em dẫn chương trình cũng khiến cho người ta cảm thấy em đang làm một việc gì đó rất là có lý. Thì cái cảm xúc đấy của em hôm nay là có và làm rất là tốt. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là chúng ta vừa xem phần thi của Trinh và như tất cả mọi người nhận xét là khi xem phần của em thì mọi người có cảm giác như là được trở về với tuổi học trò. Không biết là để tập được phần dẫn này cùng với kết hợp phần năng khiếu của mình thì Trinh đã tập trong bao lâu? Từ tối hôm qua thôi. Tại vì ban đầu là ý định của em để thể hiện phần thi năng khiếu này thì không phải là hát. Và là ban đầu em định làm kiểu handmade. Thôi thì mặc dù là giọng mình cũng đang hơi có vấn đề một chút nhưng mà thôi mình cứ thử sức với hát xem như thế nào. Và anh thấy là giọng bạn hát khá là hay và đúng với tông nhạc. Và trong một thời gian chuẩn bị ngắn như vậy mà bạn thể hiện phần thi tốt như vậy là rất đáng khen, đúng không tất cả các bạn thí sinh ở đây? Xin mời bạn thí sinh tiếp theo. Chào các anh chị ạ, và em là Hoàng Dương ạ. Và sau đây em xin thực hiện phần thi năng khiếu của mình. Xin chào các bạn đã đến với chương trình quà tặng V6 của Ban Thanh thiếu niên VTV6 Đài truyền hình Việt Nam. Hẳn quý vị còn nhớ tháng trước thì biên tập viên nhà báo Đặng Diễm Quỳnh đã xuất hiện đầy bất ngờ và cuốn hút trong màn belly dance và múa lửa phải không nào? Và mỗi tháng thì chúng tôi sẽ dành tặng những bất ngờ khác nhau. Và lần này nhân dịp đầu năm mới thì các biên tập viên, kỹ thuật viên của VTV6 sẽ dành tặng những món quà còn bất ngờ và hào hứng hơn rất nhiều. Và tôi chính là người nổ phát súng lệnh đầu tiên. Và quý vị hãy chờ xem Hoàng Dương sẽ thể hiện điều gì nhé. Ngày tháng trôi qua mau cho lòng thêm luyến tiếc, một thời mộng mơ đã qua, còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng. Tà áo trắng thướt tha sân trường, sẽ không còn những khi bâng quâng. Ngày hè về trống vắng, phương buồn ngập tràn lối đi. Từng chiều qua đây, ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ. Nhớ rồi quên, bao năm tháng dịu êm, giờ chỉ là gì vắng. Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mãi trường. Bài hát này là một bài hát khá đặc biệt với Hoàng Dương bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu với vai trò là một ca sĩ. Và hy vọng rằng đây sẽ là món quà gửi tặng cho khán giả nhân dịp đầu năm. Và nhất là đối với các bạn thí sinh của lớp 12, các em hãy vững vàng lên bởi vì tất cả chúng tôi ở bên các em. Và cánh cửa đại học đang mở rộng tất cả các em. Và hãy sống những ngày tháng học trò thật là tốt nhá. Từng chiều qua đây ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ. Nhớ rồi quên, bao năm tháng dịu êm, giờ chỉ là gì vắng. Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mãi trường. Không biết quý vị cảm nhận như thế nào về phần trình bày của Hoàng Dương, nhưng mà cũng đừng ghét Hoàng Dương nhé, mà có ghét thì ghét một chút thôi, bởi vì tôi vẫn là một người dẫn chương trình và tất cả những người dẫn chương trình và biên tập viên của V6 còn nhiều món quà nữa, quý vị hãy chờ xem nhé. Cách trình bày rồi nội dung của em rất tốt. Anh chỉ muốn nhìn thấy cái sự mạnh mẽ hơn nữa trong em. Em giọng hát thì tốt và chị thấy cũng thích thích một chút là cái phần mà khi mà em nói thì tiếng đàn nó vẫn cứ cất lên. Nhưng cái ý tưởng là làm cho khán giả truyền hình gần hơn với những người dẫn. Khi mà người ta đã bước ra khỏi cái vai trò người dẫn chương trình thì đấy là một ý tưởng hay. Chị rất là cảm ơn ý tưởng này của em.
Và đúng là em là người học báo chí cho nên cách đặt vấn đề của em nó cũng rất là có lý. Và khi em hát thì rất là thoải mái. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn cô. Phần dẫn của bạn và phần trình diễn năng khiếu rất là gần gũi và tạo thiện cảm với tất cả khán giả chúng tôi khi ngồi nghe. Và Vân Anh có thắc mắc đôi chút là ở tình huống trên sân khấu của bạn thì bạn nói rằng đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu với vai trò ca sĩ. Nhưng mà Vân Anh thấy bạn hát tốt như vậy chắc hẳn là ở ngoài đời sống thì bạn đã đi hát rất nhiều rồi đúng không? Thực ra thì nói đến cái chuyện hát thì em chỉ có hát đồng ca và toàn đứng hàng cuối thì chị Vân Anh phải hiểu là như thế nào rồi đấy ạ. Và đây là lần đầu tiên mà có lẽ rằng em cảm thấy tự tin và em nghĩ là em cũng có một cái chút feel của người nghệ sĩ. Và em thấy rằng là tất cả cái không gian của sân khấu lúc đó không chỉ là một cuộc thi nữa mà nó thực sự là làm em sống lại trong những tháng năm của học trò. Vâng, và Vân Anh nghĩ là sau chương trình này thì ngoài vai trò MC thì bạn cũng có thể nghĩ đến việc đơn ca trên sân khấu trong các chương trình đấy. Bạn hát rất là tốt, xin chúc mừng bạn. And right now, I would like to bring all of you to the next performance come from Vietnam. Nắng lên rồi, đàn chim bay bay rời tổ. Đối với người dẫn chương trình thì có thêm một ngoại ngữ cũng là một cách tốt để chúng ta có thể dẫn được nhiều chương trình ca nhạc khác nhau. Nếu như coi đây là một cái phần mà để giúp cho khán giả trở lại với sân khấu của mình thì chị nghĩ là Tuấn làm chưa tới. Tuy nhiên thì hôm nay Lê Ngọc Thúy lại xin lỗi khán giả rằng cô sẽ trình bày phần dịp khác. Cô cũng có đồng ý rằng là Thùy Dung sẽ cùng trình bày với anh Thanh Hùng không ạ? Yêu anh nồng nàn, yêu anh chứa chan. Em mời Thúy. Rồi sau đó Thúy không có mặt, rồi em thay vào đó là em cũng không cho người ta cảm nhận rằng à đó là thật. Cô bé này là một người sáng tạo nhưng không làm chủ được cái sự sáng tạo đấy. Phần hát của em ấy, thì anh nghĩ rằng nó có nhiều yếu tố của Việt Nam Idol. Đừng rời tay trong tay, em nghe mùa xuân ơi đắm say. Chắc hẳn là sau khi nghe ca khúc Dù Có Cách Xa do Trinh thể hiện vừa rồi, 9 trong số 10 bạn khán giả cũng có thể đoán được nhân vật khách mời trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay là ai đúng không ạ? Và em cũng đã thông minh, em lồng ghép được cả phần dẫn và cả cái phần thể hiện năng khiếu của mình. Cách em dẫn chương trình khiến cho người ta cảm thấy em đang làm một việc gì đó rất là có lý. Tháng trước thì biên tập viên nhà báo Đặng Diễm Quỳnh đã xuất hiện đầy bất ngờ và cuốn hút trong màn belly dance và múa lửa phải không nào? Và mỗi tháng thì chúng tôi sẽ dành tặng những bất ngờ khác nhau. Và quý vị hãy chờ xem Hoàng Dương sẽ thể hiện điều gì nhé. Rồi sau đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mãi chưa. Cách trình bày rồi nội dung của em rất tốt. Cách đặt vấn đề của em nó cũng rất là có lý. Anh chỉ muốn nhìn thấy cái sự mạnh mẽ hơn nữa trong em. Xin mời thí sinh tiếp theo. Thì em xin chào ban giám khảo ạ. Em là thí sinh Lê Thiện Bảo, mang mã số 02. Bảo ơi, em có định nói với mọi người là em sẽ hát một bài không? Dạ, từ nãy giờ thì rất đa số các bạn chọn hát là năng khiếu của mình nên em muốn thay đổi một tí xíu, em sẽ đến với tiếp mục kể chuyện. Anh Thiện Bảo xin chào tất cả các em và một tuần đã trôi qua nữa rồi đúng không nào? Anh rất háo hức không biết là tuần vừa rồi các em có ngoan không nào? Và tuần vừa rồi chúng ta đã dừng lại câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Và hôm nay anh Thiện Bảo sẽ tiếp tục câu chuyện đó dành cho tất cả các em nhé. Nhưng mà phải hứa với anh Thiện Bảo là các em phải ngoan mới được đúng không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với tình tiết là lúc mụ phù thủy đã chế tạo thành công quả táo đỏ mọng. Và không biết mụ phù thủy sẽ làm gì với quả táo này đây? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Cộc, cộc, cộc. Ai vậy? Ai về đó vậy? Cháu ơi, bà là một người già đi lỡ đường. Cháu cho bà vào nhà nhé. Dạ không được ạ. Đây là nhà của Bảy Chú Lùn và các chú dặn cháu là không được cho người lạ vào ạ. Nhưng ta rất mệt mỏi, ta đã đi suốt ngày ở trong rừng và cảm thấy rất khát nước. Dạ vậy cháu có thể tặng cho bà một ly nước được không ạ? Thôi cũng được, bà cảm ơn cháu. Nước đây bà ạ. Cháu mời bà dùng ạ. Bà cảm ơn cháu. Bà có một quả táo rất là đỏ mọng bà tình cờ hái được ở trong rừng. Bà tặng cháu để làm quà nha. Dạ cháu cảm ơn bà. Ôi quả táo thật là ngon. Cháu có thể dùng ngay bây giờ được không bà? Ừ cháu dùng đi. À
Kha 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 kha. Thật là con ngu ngốc, ta đã giết được ngươi rồi. Kha kha kha. À, hình như ba chú lùn đã thấp thoáng ở đằng kia. Thôi ta đi đây. Kha 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 kha. Và thế là một phù thủy đã dùng quả tấu đỏ và có thể giết chết được nàng công chúa Bạch Tuyết hay không? Anh Thiền Bảo xin mời tất cả các em sẽ cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện vào tuần sau nhé. Và hứa là tuần mới các em phải học hành thật chăm ngoan và thật giỏi, đúng không nào? Xin chào và hẹn gặp lại. Chị thấy là khi mà em đặt câu hỏi đầu tiên á cho các bé có ngoan không? Các bé hôm nay có giỏi không? Chị em phải dừng chưa chút. Được dịu dàng cho lắm hả chị? Không phải, được. Nhưng ý chị nói là em chưa dừng một chút. Con nít mà chắc chắn là nó đây kia nó nói liền. Dạ. Thì cảm giác em dừng một chút thì nó hay hơn là em liên tục đặt câu hỏi. Mặc dù là em đã có cái thể hiện lời nói rất là tốt, nhưng mà cả cái hình thể của mình thì mình cũng nên theo nữa thì nó hay hơn. Em đã chọn một đối tượng khán giả cực kỳ khó quản lý, nếu không nói là khó quản lý nhất. Đó là các em nhỏ. Phần kể chuyện này của em nó chưa đủ cái độ gần gũi thân thiện đối với trẻ em. Màu sắc và âm thanh là hai thứ khiến họ hấp dẫn, còn logic của câu chuyện không khiến cho họ hấp dẫn nhiều đâu. Đấy chính là điều mà anh chờ đợi ở những cơ hội khác của em để em thể hiện ở những lĩnh vực khác, đúng không? Như vừa rồi thì anh cũng thấy nó cũng không có gì ấn tượng đặc biệt lắm. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Anh Thiền Bảo xin chào các em. Đây là chú Thiện Bảo, còn đây là các bé vừa nghe câu chuyện thiếu nhi, đúng không? Và nếu mà Vân Anh vừa rồi tưởng tượng mình là một cô bé như chị Diễm Quỳnh tưởng tượng, thì Vân Anh ấn tượng nhất với cả nụ cười của phù thủy. Bạn cười lại Vân Anh nghe được không? Khà 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 khà. À, vâng, và xin hỏi Thiện Bảo là trong rất là nhiều khả năng mà bạn có thể lựa chọn, thì tại sao bạn lại chọn kể chuyện? Bạn nghĩ rằng một MC chất giọng rất quan trọng, và nếu như biến hóa được chất giọng của mình thì càng tốt. Và đó chính là tại sao bạn chọn lý do kể chuyện có thể biến tấu cái giọng của mình để phù hợp với nhân vật. Rất nhiều bạn, có thể là các bạn thiếu nhi nữa, nghe câu chuyện của Bảo thì đã bị thu hút rồi đấy. Và Vân Anh nghĩ là trong đó có Vân Anh, xin được chúc mừng bạn. Cảm ơn Vân Anh.
Xin chào đón tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc của VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của một nhạc sĩ hết sức nổi tiếng. Ông hiện là Phó Hội trưởng Hội Âm nhạc thành phố Hà Nội với rất nhiều những sáng tác rất hay về quê hương đất nước như là Hồ Trên Núi, Huyền Thoại, Hồ Núi Cốc, vân vân. Và ngay sau đây thì xin mạn phép được gửi đến quý vị và các bạn một trong những ca khúc của ông. Vâng, kính thưa quý vị, tiếng nhạc đang reo lên. Và sau khi ca khúc này thì công tố sẽ bật mí cho quý vị và các bạn đó là nhạc sĩ nào của chúng ta chương trình ngày hôm nay. Núi, núi, thuyền, hư thuyền, mây, hư mây, nước, hư nước, thuyền ta ngừng, thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc, nhịp treo ta bơi, ai đắp đập, ai phá núi cho hồ nước đầy, làm mặt gương soi non xanh mà nước biếc, ôi à, cá nặng lưỡi đầy hư là. Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc tác phẩm Hồ Trên Núi của nhạc sĩ Phó Đức Phương, và như là một lời tri ân của những người trẻ chúng tôi với những tác phẩm vô cùng ý nghĩa về quê hương đất nước của ông. Và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Ở vòng thi này thì chị trông em khá là nghệ sĩ, nhưng mà tiếng hát của em nó lại chưa giống lắm. Phần trình diễn vừa rồi của em so với phần trước thì ít ấn tượng hơn. Và trong cái câu chuyện rồi dẫn giải cho cái chương trình Quán Âm Nhạc này, anh cũng không toát được lên được cái chất của nó. Lúc mà em nói chữ nhạc sĩ thì chị thấy chị Quỳnh với lại anh Vũ cũng là sao nhạc sĩ nào? Em xin lỗi nhưng mà em lại quên mất tên nhạc sĩ. Nếu trong khi làm chương trình thật thì đấy là một quên rất tai hại. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn em. Bây giờ vẫn còn run. Bây giờ vẫn còn run đúng không? Bởi vì thú thật là với vai trò là một người dẫn chương trình truyền hình thì ca hát không phải là sở trường của bọn mình, cho nên là đã dành rất nhiều thời gian để tập cho cái phần thi này rồi, nhưng mà thực sự là cái phần thể hiện vẫn chưa được tốt. Vân Anh thấy là chất giọng của bạn khá là tốt, vậy thì tại sao bạn không hát một ca khúc mà bạn thuộc hơn, tự tin hơn, mà là như bạn chia sẻ ca khúc này bạn vừa khắc thuộc lời đúng không? Ca khúc Hồ Chí Minh mình nghe nhiều, nhưng mà để hát ca khúc này bởi vì khó và trước giờ chưa có cái cơ hội để biểu diễn, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn để gọi là thử thách bản thân mình. Tuy rằng vẫn còn những vấp váp nhưng Vân Anh nghĩ rằng đó sẽ là những kinh nghiệm để trên những con đường sau hay những vòng thi tiếp theo. Nếu bạn có cơ hội làm vào vòng trong thì chúng ta sẽ cùng rút kinh nghiệm đúng không? Và một lần nữa xin được chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời thí sinh tiếp theo. Hân hoan chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Thay Lời Muốn Nói tháng 9 với tên gọi Mùa Cưới. Khi chúng ta bắt đầu ghi hình chương trình ngày hôm nay thì cũng là lúc mà những cơn gió se se đầu tiên của mùa thu bắt đầu thổi. Vâng, mùa thu, mùa của tình yêu, mùa của lứa đôi dựng xây tổ ấm. Tình yêu quả là một điều kỳ diệu trong cuộc sống mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Và sự cuộc sống hôn nhân đó chính là sự thăng hoa tuyệt vời của tình yêu. Trong cuộc sống này, yêu, được yêu và được sống bên cạnh người mà mình yêu quả là một điều hạnh phúc. Và bạn Nguyễn Huyền, email hellokitty249a@yahoo.com tâm sự. Anh à, vậy là mình đã trở thành vợ chồng phải không anh? 8 năm yêu nhau, em đã luôn hạnh phúc vì có anh ở bên. Từ nay về sau, mình sẽ luôn ở bên nhau, sẽ luôn là của nhau, anh nhé. Em yêu anh. Bước trên đường hôn hướng, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế. Trở lại ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tâm xem buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi gọi em.
trào dâng, lắng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Nhìn theo đường hun hút càng xa, xin cảm ơn những điều đã qua. Gọi bạn vẫn quá mất thể lượng nên là cái đoạn yêu cuối cùng là không thể hiện được. Cái phần hát thì cũng tương đối tốt, biểu cảm cũng tương đối tốt. Có một điều chị rất thích ở em đó là em làm chủ cái sân khấu này. Phần dẫn thì nó cũng nhẹ nhàng và anh thấy rằng là em hình như thiên về tình yêu. Nhưng mà chương trình Cầu Vồng thì yêu cầu các thí sinh phải thử sức mình ở mọi lĩnh vực. Chị nghĩ là em nên cố gắng luyện cho mình một cái sự thả lỏng thì sẽ rất là nhiều điểm cộng cho em. Em có một cái trang phục rất là dễ thương và cái giọng nói trong cái đề tài này thì chị thấy nó phù hợp. Từ cái phần thi trước đến phần thi này em phải tìm tòi cách nào đó cho mình có thể đi vào trọng tâm, đi vào cái đề tài đó một cách giản dị hơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Nói rất là ngọt ngào và truyền cảm. Và vừa rồi thì Vân Anh thấy là ban giám khảo đưa ra cho Trang rất là nhiều nhận xét. Vậy Trang ấn tượng nhất với nhận xét của giám khảo này ạ? Ấn tượng nhất là nhận xét của anh Long Vũ rằng là có lẽ là em cần có cái gì đó sắc hơn, không chỉ là ngọt ngọt làm cho người ta bị lu mờ những cái ý mà mình cần nói. Vân Anh xin chúc cho bạn ạ. Nếu mà bạn có gọi lòng vòng sau thì chúng ta sẽ thấy một bạn Trang của chúng ta không chỉ ngọt ngào như mấy lùi đâu mà còn sắc sảo và khiến chúng ta ấn tượng hơn nữa. Chúc mừng bạn. Xin mời thí sinh tiếp theo. Em là thí sinh Văn Thị Quỳnh Nhung với số báo danh 08. Sau đây thì em sẽ xin thể hiện phần thi của mình. Kính chào quý vị và các bạn. Đã bao giờ quý vị và các bạn đã thử trải một tấm bản đồ ra và đánh dấu những địa danh của Tổ quốc, những nơi mà chúng ta đã từng đi qua trong chương trình S Việt Nam? Còn nếu chưa thì hy vọng đây sẽ là một gợi ý cho quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, S Việt Nam sẽ đưa các bạn đến với một vùng đất của miền Tây Bắc, một vùng đất với tên gọi Sơn La, và hay chúng ta còn biết đến với một cái tên rất là đáng yêu, phố núi tình yêu. Và ngày hôm nay trong chương trình S Việt Nam, Quỳnh Nhung muốn giới thiệu đến với các bạn một hình thức du lịch văn hóa rất đặc biệt ở đây, đó là du lịch văn hóa bản. Đến với các bản văn hóa có hai điều chúng ta cần phải trải nghiệm. Thứ nhất đó là văn hóa ẩm thực và thứ hai đó là các điệu múa xòe. Đối với văn hóa ẩm thực, chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn như món nướng với các hương vị đậm đà của mắc khén, của tiêu. Khách đến nhà, người Sơn La thì không thể nào thiếu món thịt hun khói cũng như là cá nướng. Thịt hun khói mà ăn với xôi nếp được đựng trong một cái ếp thì cực kỳ ngon và sẽ có một hương vị rất đặc biệt. Chắc chắn rằng ăn một lần sẽ nhớ mãi. Người Sơn La hiếu khách mùa nào thức đấy. Đến với nơi đây, quý vị có thể ăn măng đắng, ăn rau cải ngồng hay rất nhiều những món ăn dân dã khác. Và dường như thì bàn tiệc của một bữa tiệc S Việt Nam đã bày ra rồi. Có các món cơm lam, có rượu cần. Sẽ là một điều thiếu sót nếu như chúng ta không được ngắm nhìn những điệu múa xòe. Và ngay sau đây, chương trình sẽ muốn đưa quý vị đến một văn hóa thứ hai ở tại những cái miền du lịch văn hóa bản này, đó chính là một điệu múa xòe với chiếc khăn piêu. Điều đặc biệt hơn thì ngày hôm nay, điệu múa ấy sẽ được thể hiện bởi chính MC của chương trình. Quỳnh Nhung muốn bật mí thêm một điều. Trước khi trở thành MC của S Việt Nam đến với Sơn La, thì Quỳnh Nhung đã là một người con của mảnh đất Sơn La rồi. Hy vọng rằng với tình yêu của mảnh đất này, Quỳnh Nhung sẽ truyền tải được vào điệu múa và để quý vị và các bạn hãy đến với miền đất Sơn La nhé. No!
Nọn ơi, đây mới là em, chứ còn lần trước thi không phải em. Em là người con gái ở Sơn La đúng không? Mang hồn cốt của miền Tây Bắc như thế thì hôm nay em thể hiện cái phần này thì nó là giống em nhất. Ghi những cái điệu múa nó rất là đặc trưng, trang phục cũng rất là đặc trưng. Anh nghĩ rằng em thể hiện cái phần này là tốt. Tuy nhiên thì anh vẫn phải nhắc là em bị quá giờ đấy. Trong cái phần thi này thì bạn có một phần dẫn và một phần múa, thì theo anh nếu như điều chỉnh lại thì chúng ta điều chỉnh phần nào? Tôi là sẽ lại điều chỉnh cái phần nói. Tôi nói ngắn lại. Và đồng thời em có một cái diễn cảm hơn thì chị mong muốn là nó thổi một cái hồn, một cái cảm xúc ở trong đó hơn là em liệt kê. Nếu mà so sánh giữa hai phần ấy thì khi mà múa em làm chủ hoàn toàn sân khấu, còn phần dẫn lúc đầu chị vẫn thấy em hơi run. Vâng, em rất nắm là đi sức thì em sẽ tự tốt. Nhiên vì em quá nhiều lời dẫn ở trong đó. Cảm ơn em. Múa rè rất là dễ thương. Và bạn Thành Vân Anh muốn hỏi là không biết là đây là điệu múa do chính bạn tự biên đạo và múa hay là có ai khác dựng cho bạn không? Không, bởi vì là cái thời gian chuẩn bị phần thi năng khiếu rất là gấp, mà chính vì vậy mà mình đã phải tự nghĩ ra cái phần múa này. Có một lợi thế mình đã là người của Sơn La rồi. Chính vì vậy là tất cả cái tình cảm thì mình đã gửi hết vào bài múa, mang được cái hồn của Sơn La đến cho bài múa của mình, đúng không? Và một điều đáng tiếc là bạn hơi bị lố giờ một chút. Vậy Vân Anh thắc mắc là không biết là bạn đã căn giờ trước cho bài dự thi của mình hay chưa? Sự hồi hộp thì đã làm chạy công giờ, bởi vì lúc đấy tự dưng chảy vào sau mình lại nói nhiều hơn. Như vậy thì Vân Anh hy vọng là nếu có cơ hội là vào vòng tiếp theo thì bạn sẽ tự tin hơn và kiểm soát thời gian mình tốt hơn. Chúc mừng bạn đã thành Vân Anh của mình. Vừa rồi chúng ta đã dừng lại câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, và hôm nay anh Thiện Bảo sẽ tiếp tục câu chuyện đó. Thật là con ngu ngốc, ta đã giết được ngươi rồi. Kha. Mặc dù là em đã có cái thể hiện lời nói rất là tốt, nhưng mà cả cái hình thể của mình thì mình cũng nên theo nữa. Phần kể chuyện này của em nó chưa đủ cái độ gần gũi thân thiện đối với trẻ em. Vâng, kính thưa quý vị, tiếng nhạc đang reo lên. Và sau khi ca khúc này thì công tố sẽ bật mí cho quý vị và các bạn, đó là nhạc sĩ nào. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc, nhịp treo ta bơi. Phần trình diễn vừa rồi của em so với phần trước thì ít ấn tượng hơn. Và trong cái câu chuyện rồi dẫn giải chỗ cho cái chương trình Quán Âm Nhạc này, anh cũng không toát được lên được cái chất của nó. Từ nay về sau, mình sẽ luôn ở bên nhau, sẽ luôn là của nhau, anh nhé. Người đương thời anh yêu. Có một điều chị rất thích ở em, đó là em làm chủ cái sân khấu này. Mà anh thấy rằng là em thiên về tình yêu. Từ cái phần thi trước đến phần thi này, em phải tìm tòi cách nào đó cho mình có thể đi vào trọng tâm, đi vào cái đề tài đó một cách giản dị hơn chăng? Đến với các bản văn hóa, có hai điều chúng ta cần phải trải nghiệm. Thứ nhất, đó là văn hóa ẩm thực. Và thứ hai, đó là các điệu múa xòe. Nọn ơi, đây mới là em, chứ còn lần trước thi không phải em. Nếu mà so sánh giữa hai phần ấy, thì khi mà múa em làm chủ hoàn toàn sân khấu, còn phần dẫn lúc đầu chị vẫn thấy em hơi run. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hiện nay thì Hằng đang được đứng cạnh một bạn nam, và Hằng thấy là bạn ấy đang tập rất là chăm chỉ một bộ môn thể thao, và chúng mình hãy cùng trò chuyện bạn ấy các bạn nhé. Xin chào bạn. Chào bạn. Mình thấy là bạn đang tập rất là chăm chỉ một động tác gì đó của bộ môn khiêu vũ, đúng không? Vậy thì mình có thể hỏi là bạn đã đến với khiêu vũ thể thao lâu chưa? Mình mới tập một thời gian ngắn thôi mà mình rất thích khiêu vũ. Mình cũng có một đồng sở thích với bạn, rất là thích khiêu vũ. Và bạn biết không, theo mình được biết thì là trong dance sport sẽ có hai thể loại, đó là Latin và Standard. Thì với bạn thích thể loại nào hơn? Mình thích nhảy Standard hơn. Vậy thì điệu nhảy bạn thích nhất trong Standard? Mình thích nhất là điệu van. Điệu van. Mình có thể mời bạn một điệu chứ? Wow, rất là bất ngờ. Nhưng mà mình nghĩ là mình là người trẻ, vậy thì tại sao lại không thử các bạn nhỉ?
Xin rất cảm ơn bạn về điệu nhảy vô cùng bất ngờ nhưng mà rất là tuyệt vời vừa rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thúy Hằng vừa giới thiệu đến các bạn một bộ môn khiêu vũ đang rất được rất nhiều những bạn trẻ yêu thích hiện nay, đó chính là dance sport. Và các bạn biết không, nếu như các bạn đang tìm kiếm một điều gì mới để làm mới bản thân mình thì tại sao không nghĩ đến khiêu vũ? Có rất nhiều thể loại các bạn có thể trải nghiệm, có thể là dance sport như mà Hằng vừa thể hiện này, hoặc là hip hop hay là hip hop jazz. Và các bạn biết không, khi đến với khiêu vũ, khi được đắm mình trong những điệu nhạc, được hoàn toàn giải phóng cơ thể mình, các bạn sẽ thấy không còn một nỗi lo âu muộn phiền nào nữa, mà thay vào đó chỉ còn là niềm lạc quan và sự tình yêu đời mà thôi. Và các bạn ơi, có một cách rất đơn giản hơn nữa để tìm kiếm cho mình một niềm đam mê. Đó là hãy cùng đồng hành với Hằng vào 9 giờ tối thứ 3 hàng tuần trên VTV6. Và biết đâu các bạn sẽ tìm ra cho mình một niềm đam mê mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rõ ràng là ở cái phần thi này thì ngoài cái đoạn nhảy ra ấy thì em nghĩ rằng là em làm tốt. Còn cái phần khác thì đúng thật là em đang cố. Đúng là sau khi nhảy một điệu xong thì cũng khá là tốn sức một chút ạ. Và để bắt vào tiếp tục nói thì quả thật là một thử thách. Thực ra anh Long Vũ anh đang cố vào một cái vai của một những cái khán giả mà họ đã có một cái nếp nghĩ trong đầu. Cái việc em hơi phá cách, em mặc váy và em nhảy và em nói em cười khiến cho người ta cảm thấy bị xa lạ. Điều đấy lại khẳng định một điều nữa là em đã tạo được ấn tượng với người ta rất đậm từ ban đầu. Chị thấy là trước khi em nhảy thì em dẫn bằng một cái mạch thở khác, còn sau khi em nhảy thì em đã bị hụt hơi, dạ. Cho nên là em vấp. Sức khỏe rất là quan trọng với người dẫn chương trình. Nhưng mà mình cũng không nên đổ thừa lý do. Các ca sĩ họ hát có khi live show của họ hát liên tục một tụ điểm nào đó mà họ vừa hát họ vừa nói, mình cũng nhìn vào đó để mình thấy được rằng mình phải nỗ lực hơn. Rồi, cảm ơn em. Thế cảm ơn ạ. Bạn đã vừa thể hiện rất là nhẹ nhàng và uyển chuyển với điệu Vans đúng không? Và không biết là bạn đã tập dance sport được bao lâu rồi? Tập được gần nửa năm. Gần nửa năm. Và với tiết mục để trình diễn hôm nay thì bạn đã tập luyện với cả người bạn nhảy của mình bao lâu? Thực sự là có một chút trục trặc trong tiết mục ngày hôm nay của em. Đúng ra là bắt đầu em sẽ là một người khác. Nhưng mà đến giờ phút cuối thì anh ấy có một chút việc bận và không thể đến được. Và đây là một người bạn rất thân của em trong câu lạc bộ. Và bọn em đã tập với nhau trong vòng 1 tiếng. Wow, trong vòng 1 tiếng mà để biểu diễn như vậy rất là đáng ghen đúng không? Và Vân Anh có muốn hỏi thêm một chút là Vân Anh thấy là bạn chọn điệu Vans thì vẫn một phần nào đó theo những phong cách mà bạn đã chọn trong vòng thi trước, rất là đầm thắm, rất là dịu dàng. Vậy có bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ bước lên sân khấu nhảy cha 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 chẳng hạn và dẫn sôi động không? Biết đâu là cầu vào trong mình cơ hội đó thì sao? Em rất là mong muốn nó sẽ được vào tiếp vòng trong và thử thách nhiều hơn nữa. Vâng, và nếu có cơ hội đó thì chúng tôi chờ đợi sự thể hiện của Hằng trong những vòng sau. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn chị. Xin mời thí sinh tiếp theo. Xin chào ban giám khảo ạ. Sau đây thì em xin thể hiện phần năng khiếu của mình. Trong chương trình Ước mơ của tôi, chắc các bạn thấy là Việt Quý lần đầu tiên mặc một bộ đồ như thế này lên dẫn chương trình. Bởi vì các bạn biết không, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mời một khách mời rất là lạ. Và chị đã thôi thúc Quý rằng em hãy cố gắng làm đi chị được. Thì nghệ sĩ múa Linh Nga đã
truyền cho Quý một cảm hứng và chị đã tập cho Quý rất là nhiều để minh chứng một điều rằng nếu chúng ta có ước mơ, chúng ta có hoài bão thì chúng ta sẽ hoàn thành tốt được việc của mình. Và cơ bản ngày hôm nay Quý có thể hoàn thành bài thi một bài mà chưa bao giờ Quý làm trên sân khấu cả. Và các bạn thân mến, để trước khi gặp gỡ nghệ sĩ Linh Nga thì chúng ta sẽ coi một đoạn video clip. Vậy giờ thì Quý sẽ tạm chia tay các bạn trong một vài phút nhé. Múa rất là mệt các bạn ạ. Cảm ơn em đã đem cho một cái màu sắc mới cái phần múa của em so với những cái bạn khác chứ. Đòi hỏi kỹ thuật nhiều nhất à, nhưng mà em cũng đã làm tốt. Nhưng mà chị thấy tiếc sao em không chuyển cái phần nói lên đằng trước. Thực sự là khâm phục em. Chị cũng khá là thích cái yếu tố mà em đưa cái việc em rất là mệt và em không quá tham lam để dẫn nhiều. Cái câu cuối cùng hổn hển trong cái hơi thở nó rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn lắm đó. Cảm ơn em. Phải chia sẻ rằng bạn làm cho anh rất là bất ngờ vì một bạn nam lại có thể múa một bài múa rất là uyển chuyển và ấn tượng như vậy. Chúc mừng bạn Vân Anh vừa rồi. Và Vân Anh thấy là bây giờ bạn vẫn đang thở rất là hổn hển và còn rất là mệt với điệu múa vừa rồi đúng không? Vậy bây giờ bạn có sức để trò chuyện với anh không? Chắc chắn là có rồi ạ. Bạn có thể chia sẻ với anh là quá trình bạn luyện tập như thế nào với tiết mục này? Chị học chuyên ngành kinh tế thì cũng muốn có một cái hoạt động nào đó thì đã đi học trường múa. Thì hôm nay thì coi như mình thử sức và mình không bỏ đi uổng công những thầy cô trường múa đã tập cho mình, luyện cho mình. Vâng ạ, một sinh viên kinh tế nhưng mà vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình đó là múa đúng không? Và Vân Anh thấy là ngày hôm nay bạn đã thể hiện phần năng khiếu của mình rất là xuất sắc, xin chúc mừng bạn. Xin mời thí sinh cuối cùng ạ. Thí sinh Trần Thị Phương Thùy xin trân trọng kính chào ban giám khảo. Em xin được bắt đầu phần kỳ thi của mình. Phương Thùy mến chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống quý vị đã từng gặp rất nhiều những khó khăn, những thử thách, những trở ngại. Vậy bạn đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào? Và có người thì nói với tôi rằng công việc này khó quá, tôi không làm được, nó ngoài khả năng của tôi. Vậy thì bạn hãy xem câu chuyện sau đây, bạn sẽ nghĩ khác. Xin mời. Bị gì á? Quay. Có ai đó không? Có ai đó không? Có người bị nhốt ở đây nè. Trời ơi, sao mất sống như này vậy? Có ai ngoài đó không? Có người bị kẹt trong đây nè. Sao có khó vậy? Cháy! Cháy rồi! Có ai ngoài đó không? Có người bị nhốt ở trong đây nè. Không thể chết như vậy được. Làm ơn. Mình phải ra khỏi đây. Quý vị và các bạn, qua câu chuyện rồi, một cô gái bị nhốt trong thang máy. Thế nhưng cô ấy nghĩ rằng mình không thể nào vượt qua được. Thế nhưng nếu như cô ấy bị dồn vào con đường cùng, đứng giữa sự sống và chính bản thân mình. Chính vì vậy, nếu như trong cuộc sống bạn gặp rất nhiều những khó khăn, những thử thách, những trở ngại, thì bạn hãy nhớ một câu rằng đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm, hãy đứng lên và thắp cho mình một ngọn nến. Phần diễn của Phương Thùy thì tốt, nhưng mà trong cái sự hoảng loạn cực độ thì cả cơ thể của em, tiếng nói của em nó chưa được lớn. Cái thông điệp của em thì cũng rất là tốt, nhưng mà tới bây giờ chị vẫn chưa được thuyết phục lắm với cái phần gọi là phần kịch của em. Nó liên kết với cái câu chuyện trong cái thông điệp của em. Mặc dù là cũng có đó, nhưng mà
chị thấy nó mang yếu tố may rủi. Nếu mà tách bạch phần dẫn của em ra thì đó là một phần dẫn khá là xúc tích, thông điệp rất là rõ ràng. Nhưng mà đưa hai cái kịch và dẫn chương trình này vào với nhau trong cùng một thời điểm 3 phút thì chị đang thấy nó hơi khó. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, dù sao em đã rất nỗ lực rồi đấy. Của cầu vồng năm 2012. Và thì có biết rằng khi mà bạn diễn cảnh cô gái của bạn thoát ra khỏi thang máy thì tất cả các bạn thí sinh của chúng ta vỗ tay rất là lớn để chúc mừng cô gái cho câu chuyện của bạn đấy. Cảm ơn các bạn. À vâng, tuy nhiên chúng tôi vẫn có một thắc mắc là dù sao cái tình huống mà để thoát ra khỏi thang máy dễ dàng như vậy, có lẽ là như bạn có chia sẻ là hơi hoang đường đúng không? Có lẽ các bạn không để ý là Thùy đã rút cây trong ở trên đầu của mình ra để nại, để vô cái cửa thang máy mà nại ra. Chính vì thế mà người ta nói là nếu như cho tôi một điểm tựa thì tôi hãy nhấc bổng cái trái đất này lên. Và xin được chúc mừng bạn thí sinh duy nhất mà thể hiện phần diễn xuất trong phần năng khiếu của mình đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và đây cũng chính là phần thi cuối cùng trong vòng thi năng khiếu chúng ta ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Thùy. Thứ nhất là điệu van. Điệu van. Mình có thể mời bạn một điệu chứ? Wow, rất là bất ngờ. Nhưng mà mình nghĩ là mình là người trẻ, vậy thì tại sao lại không thử các bạn nhỉ? Ngoài cái đoạn nhảy ra ấy, em nghĩ rằng là làm tốt. Còn cái phần khác thì đúng thật là em đang cố. Sau khi em nhảy thì em đã bị hụt hơi, cho nên là em gấp. Sức khỏe rất là quan trọng với người dẫn chương trình. Các bạn biết không, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mời một khách mời rất là lạ. Nghệ sĩ múa Linh Nga đã truyền cho Quý một cảm hứng và chị đã tập cho Quý rất là nhiều. Cảm ơn em đã đem cho một màu sắc mới. Cái câu cuối cùng hồn hển trong cái hơi thở nó rất là nhiều cảm xúc, thực sự là khâm phục em. Trong cuộc sống, quý vị đã từng gặp rất nhiều những khó khăn, những thử thách, những trở ngại. Vậy bạn đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào? Bạn hãy xem câu chuyện sau đây. Có ai ngoài đó không? Nếu mà tách bạch phần dẫn của em ra thì đó là một phần dẫn khá là xúc tích, thông điệp rất là rõ ràng. Tới bây giờ chị vẫn chưa được thuyết phục lắm với cái phần kịch của em. Hơi tiếc một chút là nhiều bạn ở cái phần thi tập 1 tốt thì phần này thể hiện không thật tốt lắm. Đây là một phần thi mà các bạn ấy được phép đăng ký tham gia phần thi này, bởi vì đây là vòng thi không loại. Nhưng các bạn ấy đều nói là không, chúng em ngoài dẫn chương trình ra đều có một cái tiềm ẩn nào đó. Cho nên là có những bạn thực sự là rất tự tin, nhưng có một số bạn cảm thấy rõ cái sự cố gắng để vượt qua cái bài thi này. Bạn Công Tố này là không thể bằng cái phần đầu của bạn ấy thể hiện. Tôi cho rằng cái bạn Hoàng Dương ấy thể hiện tốt, mình chỉ tiếc một cái là cái nam tính nó chưa nhiều. Nói chung là các bạn đều tốt, có thể cái phần năng khiếu không tốt thì cái phần dẫn chương trình tốt, hoặc ngược lại. Nhưng mà riêng đối với bạn Dung á, thì dẫn chương trình cũng không tốt, mà thể hiện năng khiếu hát của mình thì cũng rất phô, như mình cũng đã thấy rồi. Với cầu vồng khóa trước thì chúng ta không có cái vòng thi này, nhưng mà với những cái nhu cầu về người dẫn chương trình, những cái yêu cầu đặt ra rồi các kỹ năng, các thể loại chương trình ngày càng nhiều trên truyền hình, thì chúng ta quyết định đưa cái nội dung này vào trong cuộc thi cầu vồng để khám phá xem cái người thí sinh kia trong cái lúc mà đang thi cái bài thi đấy, nếu mà đặt người ta vào một bối cảnh khác, bộc lộ những cái năng lực khác thì họ có làm chủ được điều đó không. Và như chúng ta thấy, người nào mà biểu diễn tốt trong chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái sự tự tin tương đối so với những bạn mà diễn chưa tốt. Đúng rồi. Mai chỉ hơi tiếc một chút cái phần của Minh Tuấn. Thực ra Minh Tuấn là có tố chất, chỉ có điều là hôm nay là âm nhạc thì có vấn đề đó bạn. Nhưng tôi lại thấy bạn ấy bị sức ép bởi chính cái điều là bạn ấy nghĩ rằng bạn ấy là thời cố gắng tốt. Và bạn ấy cũng thấy rằng chúng ta khẳng định rằng bạn là một trong những người dẫn đã nhiều kinh nghiệm. Cho nên là hai cái đấy biến thành một cái trở lực về tinh thần cho bạn ấy. Còn cái cô bé Dung là cái cô bé mà vì chúng ta nói rằng hát phô, hát không hay, dàn dựng không logic, nhưng mà cái khả năng đón nhận rủi ro của bạn rất là tốt. Vâng, quý vị và các bạn, chúng ta vừa mới theo dõi phần ở trong trường quay và chúng ta không biết là các thí sinh ở ngoài kia thì sẽ trao đổi với nhau điều gì, ai vui, ai buồn đúng không? MC thì chắc là sẽ trò chuyện với các bạn, nhưng mà có một điều vui duy nhất mà giám khảo muốn công bố cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình này, đó là không có ai phải rời khỏi cuộc chơi ở vòng thi năng khiếu cả. Như vậy là 11 bạn thí sinh của chúng ta đã vừa hoàn thành
thành xong phần thi năng khiếu của mình. Và quý vị có thể thấy là đây là vòng thi mà chúng tôi không loại bất cứ thí sinh nào cả. Vì vậy các bạn rất tự do, thoải mái để thể hiện hết khả năng của mình. Chúng ta đã được xem biểu diễn ca hát, được xem múa, được xem diễn kịch và kể chuyện. Và chắc hẳn rằng quý vị đã ấn tượng với rất nhiều tiết mục của các thí sinh. Và nếu như quý vị yêu thích thí sinh nào thì hãy ghi nhớ thật kỹ số báo danh của họ, để khi chúng ta chỉ còn lại 6 thí sinh nữa thôi thì chúng tôi sẽ có phần bình chọn trên web bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất. Và chắc hẳn là quý vị cũng đồng ý Vân Anh rằng giải thưởng người được yêu thích nhất rất quan trọng đối với những người dẫn chương trình, bởi chúng tôi là người công chúng và tình cảm của quý vị chính là động lực để chúng tôi bước tiếp trên con đường của mình. Và xin chúc cho các bạn thí sinh chúng ta sẽ thể hiện thật tốt phần thi của mình trong những vòng thi tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cầu vồng lên đôi thêm màu cam khát khao. Cầu vồng lên trắng trong lòng ta yên bình và ước mơ bay thật cao. Cầu vồng lên cho ta niềm tin hy vọng ngày mai đến ta luôn tự tin bước đi. Còn trong ta trái tim rực cháy khát.